Thực tế, tinh dầu thuốc lá là một loại chất lỏng gồm hương liệu và nicotine lỏng. Hương liệu để tạo mùi hương và nicotine để làm tăng cảm giác cho người hút, trong đó có cảm giác gây nghiện như thuốc lá truyền thống. Chính vì vậy, nhiều tổ chức y tế đang đưa ra những cảnh báo về việc lạm dụng tinh dầu thuốc lá có thể gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt là nicotine lỏng trong tinh dầu thuốc lá được liệt vào chất độc đối với người sử dụng.